Cô chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 70 và giao bài của buổi số 71. Thế thì bây giờ cô sẽ đợi các bạn một chút nữa, 2 đến 3 phút nữa để chúng mình vào lớp ổn định và đông đủ một chút thì mình sẽ bắt đầu chữa bài nhé. Ok. Bạn nào chúng ta vào lớp rồi thì các bạn comment là con chào cô và các bạn lấy cho cô quyển vở đúng không ạ? Để chúng ta ghi chép bài mỗi ngày. Bút và vở để chúng ta ghi chép bài mỗi ngày nhé. Trong lúc đợi các bạn vào lớp thì bây giờ mình cũng nhìn qua một chút về phần bài chữa bài của buổi học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta đến với 5 câu chữa bài, các bạn nhìn qua một chút này. Trong 5 câu chữa bài trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta đã nói với nhau rồi, đó là cả 5 câu này chúng ta đều có chủ ngữ là anh ấy. Nếu như buổi hôm trước mình chữa bài là chủ ngữ cô ấy thì ngày hôm nay chúng ta chuyển sang chủ ngữ mới, đó là chủ ngữ anh ấy, đúng không ạ? Và chúng ta đến với những cái câu miêu tả khác nhau về người đàn ông đó. Chúng ta có là anh ấy là một chàng trai ngốc nghếch, một bác sĩ giỏi, một thầy giáo hài hước, một người cha tốt và một người tài xế thân thiện. Đã, cả 5 câu đều như vậy. Anh ấy là miêu tả một ai đó. Và ở đây ngoài việc chúng ta dùng với chủ ngữ là anh ấy thì chúng ta còn cách dùng linh hoạt với các động từ và các chủ ngữ và các tính từ khác nhau, đúng không ạ? Những cái tính từ miêu tả khác nhau. Ví dụ như là ngốc nghếch này, giỏi này, hài hước này, tốt bụng này và thân thiện. Ok. Ok rồi, vậy thì cô thấy là các bạn vào lớp khá là đông đủ rồi đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chữa bài nhá. Câu 1, anh ấy là một chàng trai ngốc nghếch. Các bạn cho cô xin đáp án của câu số 1 xuống phần bình luận. Tại vì đây là một câu rất là dễ. Các bạn cho cô comment cho cô đáp án xuống phần bình luận ha. Anh ấy là một chàng trai ngốc nghếch. Anh ấy là một chàng trai ngốc nghếch. Rồi, vậy cô thấy cũng có rất là nhiều những cái đáp án chính xác ở đây. Đầu tiên mình có chủ ngữ là anh ấy. Chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít chúng ta có he, đúng không ạ? He. Anh ấy là động từ to be, chúng ta có đi với chủ ngữ là he. Mình có động từ là he, he is. Đúng rồi. Một chàng trai, chúng ta có một mạo từ số ít và đi với những danh từ chưa xác định. Chúng ta có mạo từ a hoặc an. Vậy đây cô dùng a. Ngốc nghếch, một tính từ đứng trước danh từ, cô dùng từ stupid. Và chàng trai cô dùng danh từ đó là boy. He is a stupid boy. Chúng ta lại thấy được rằng tính từ thì sẽ đứng trước gì? Danh từ, đúng không ạ? Cô đã nhắc rất là nhiều lần rồi. Ok, tính từ đứng trước danh từ. Và nhớ cho cô, chúng ta có động từ này, có chủ ngữ này, nhớ mạo từ, nhớ chưa ạ? Đi với danh từ số ít, các bạn không bao giờ được quên mạo từ của cô nhá. Một cái gì đó phải có a hoặc an. Được chưa ạ? Stupid boy. Number 2. Anh ấy là một bác sĩ giỏi. Các bạn cho cô xin đáp án xuống phần bình luận nhé. Anh ấy là một bác sĩ giỏi. Anh ấy là một bác sĩ giỏi.
Anh ấy là một bác sĩ giỏi. Rồi, cô thấy các bạn dùng rất là tốt những cái phần ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài này. Đầu tiên, anh ấy, chúng ta có chủ ngữ là he, đúng không ạ? Là, chúng ta có một cái động từ đó là he is. Một, chúng ta có một mạo từ đó là a. Giỏi, các bạn hôm trước chúng ta cũng đã chữa bài về bác sĩ giỏi rồi, đúng không ạ? Cô ấy là một bác sĩ giỏi, thì ngày hôm nay là anh ấy là một bác sĩ giỏi. Chúng ta có he is a skillful doctor. Đó. He is a skillful doctor. Các bạn thấy rằng là chúng ta thấy một bác sĩ giỏi là một bác sĩ mà có cái kỹ năng, có cái gọi là gì ạ, cái chuyên môn tốt, đúng không ạ? Và chúng ta có thể dùng từ skillful. Ok. He is a skillful doctor. Thay vì các bạn luôn luôn dùng từ good thì các bạn có thể dùng từ khác. Chúng ta có thể dùng rất nhiều từ và những tình huống và trường hợp khác nhau. Trong trường hợp này cô dùng skillful. He is a skillful doctor. Ok. Câu 2. Number 3. Anh ấy là một thầy giáo hài hước. Câu này lại càng dễ hơn, đúng không ạ? Anh ấy là một thầy giáo hài hước. Các bạn cho cô xin đáp án xuống phần bình luận nhé. Anh ấy là một thầy giáo hài hước. Quá dễ, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ các bạn lại đặt ra câu hỏi là thế cái tính từ hài hước là gì? Là gì? Chúng ta có tính từ vui vẻ, vui nhộn, hoặc là thậm chí mình có thể dùng cho hài hước, đó là funny. Nhưng mà hôm nay cô không muốn mang lại cho các bạn từ funny tại vì nó quá dễ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn phần bài chữa của cô nhé. Anh ấy là chủ ngữ he. Là một động từ to be đi với chủ ngữ he, chúng ta có he, he is. Một, một mạo từ không xác định. A. Hài hước, cô có một tính từ đó là humorous. 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 Giáo viên, cô có danh từ teacher. He is a humorous teacher. Đó. Đó. Vậy bạn nào chúng ta chưa chữa được bài, các bạn chữa bài và giúp cô nhá. Đúng không ạ? He is a humorous teacher. Câu 4, number 4. Anh ấy là một người cha tốt. Vậy câu này lại cực kỳ dễ, chúng ta có thể dùng từ tốt rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng từ good, từ nice, đó, vân vân, nhiều lắm. Ok, vậy các bạn cho cô xin đáp án xuống phần bình luận nào. Anh ấy là một người cha tốt. Rồi, vậy chúng ta có anh ấy, chủ ngữ, chúng ta có he. Anh ấy là, chúng ta có một động từ đi với chủ ngữ he, đó là he is. Một, chúng ta có một mạo từ, đó là a. Người cha tốt, chúng ta có một tính từ, đó là good. Và người cha, chúng ta có danh từ father. He is a good father. He is a good father. Five, anh ấy là một tài xế thân thiện. Ta thấy rằng là danh từ tài xế chính là người lái xe, đúng không ạ? Và chúng ta có từ driver. Driver. Ok, vậy bây giờ các bạn lại cho cô xin đáp án của các bạn xuống phần comment nhé. Anh ấy là một tài xế thân thiện. Rồi, cô thấy các bạn comment khá là chính xác. Chúng ta có anh ấy, mình có chủ ngữ là he. Với chủ ngữ này, chúng ta vẫn có động từ là he is. Vẫn có mạo từ là he is a. Thân thiện, tính từ friendly. Driver. He is a friendly driver. He is a friendly driver. Okay. He is a friendly driver. Rồi, tiếp nhá. Đó, vậy thì các bạn xem lại một chút cho cô về phần chữa câu trong phần 5 câu bài học ngày hôm nay. Các bạn cùng nhau nhìn lại một lần nữa. Chúng ta thấy rằng là 5 câu này
nó rất là cơ bản, đúng không ạ? Chúng ta đang tìm hiểu, đang học về cách sắp xếp trật tự tính từ, và chúng ta đang mở rộng chính là những cái phần câu như thế này để mở rộng cho chúng ta về tính từ nhiều hơn. Thế thì các bạn sẽ xem lại một lần nữa xem là chúng ta còn chỗ nào các bạn chưa hiểu thì các bạn sẽ hỏi cô luôn. Ok, thì cô giải đáp cho các bạn nhé. Ok, rồi vậy thì cô thấy rằng là không ai có câu hỏi gì trong phần này cả. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua phần mở rộng một chút. Trong phần mở rộng ngày hôm nay, thực ra nói là mở rộng nhưng mà chúng ta đã học của phần bài hôm qua rồi. Đó là về trật tự sắp xếp các tính từ trong câu. Với trật tự này thì các bạn đã học thuộc chưa? Có ai học thuộc trật tự này chưa? Ai học thuộc rồi thì comment là con thuộc rồi cho cô xem nào. Xem là từ hôm qua đến hôm nay là về nhà là xem là có bạn nào học bài không nào. Ai thuộc rồi thì comment là con thuộc rồi cho cô nào. Ok, rồi vậy thì cô thấy rằng là có một vài bạn chúng ta cũng comment là con học rồi đây. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng đến với bài tập nhá. Xem là các bạn học rồi thì bây giờ các bạn làm bài tập sao ha. Nào, cô có tất cả là 9 câu bài tập. Bây giờ các bạn có thời gian suy nghĩ là 5 phút. 5 phút, các bạn sẽ suy nghĩ cho cô 9 câu này. Trong đó thì chúng ta sẽ chữa bài và nhớ là 9 câu này nó có yêu cầu là sắp xếp lại trật tự của tính từ trong câu. Thì bây giờ các bạn sẽ có thời gian là 5 phút suy nghĩ nhá. Nhớ là các bạn suy nghĩ được câu nào các bạn viết luôn đáp án cho cô xuống câu đó, đúng không ạ? Để cô sẽ nhìn thấy và cô sẽ xem là ai đúng và ai sai. Nào, 5 phút suy nghĩ của chúng mình bắt đầu.
Rồi, thời gian suy nghĩ của các bạn đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài. Câu 1, cô thấy các bạn cũng comment rất là nhiều đáp án ở phần dưới này. Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau chữa này. I wanted to buy a table. Tôi muốn mua một chiếc bàn. Chiếc bàn này như thế nào? Chúng ta có những tính từ như sau: round, blue, dining và big. Chúng ta có gì ạ? Hình tròn, màu xanh nước biển để ăn cơm đúng không ạ? Cái bàn, chiếc bàn ăn cơm và nó to. Bây giờ mình sẽ có là I wanted to buy a gì ạ? A big round blue dining. Đầu tiên mình để cho cô kích thước trước. Xong đó đến hình dáng, shape. Xong đó đến màu sắc và xong đó đến mục đích sử dụng. A big round blue dining table. Okay. Câu 2, 2. Does Miriam need that chair? Miriam có cần cái gì ạ? Cái ghế đó không? Cái ghế đó được miêu tả là wooden, làm bằng gỗ, small, nhỏ và square, hình vuông. Ok, vậy chúng ta sẽ sắp xếp cho cô đầu tiên là small, kích cỡ, xong đó đến hình dáng, square và wooden. Does Marion need that square, small square wooden chair? 3. What is this thing? Cái đó là cái gì thế? À, cái đó được miêu tả là màu đỏ, red. Hình dáng triangle, triangular. Đúng không ạ? Hình dáng triangular. Và chất liệu đó là feather. Đặc biệt ở đây các bạn thấy rằng nó có một cái hình dáng và nó có chất liệu nữa. Hai câu trên chúng ta chưa gặp. Đó. Vậy thì hình dáng triangular đó là hình tam giác. Đúng không ạ? Vậy đầu tiên để cho cô cái gì trước? Hình dáng trước, rồi đến màu sắc, rồi đến chất liệu. Vậy chúng ta có what is this triangular red leather thing? Giờ rất là tốt. Câu 4 rất là dễ luôn. Câu 4 cô thấy các bạn làm rất là đúng. Đó là did you notice the brand of that green sport car? Green sport car. Thế nhưng mà câu 5 lại có một cái sự phân vân là các bạn phân vân không biết là cái từ Persian là cái gì. Đúng không ạ? Persian là cái gì? Persian là thuộc về đất nước Ba Tư. Ok, vậy chúng ta có là William can take care of your Persian. Chúng ta có your naughty white Persian cat. William có thể chăm sóc con mèo sao ạ? Con mèo tinh nghịch màu trắng có xuất xứ từ Ba Tư, Persian. Và chúng ta có đầu tiên là naughty. Naughty là chỉ cái gì ạ? Chỉ cái quan điểm, cái cảm nhận của mình, đúng không ạ? Naughty. Xong đó đến white, màu sắc. Và xong đó đến gì ạ? Cat. Ok. Câu tiếp theo, câu 6. This scarf belongs to my brother. Cái khăn này thuộc về anh trai của tôi. Cái khăn như thế nào ạ? This wooden long hay là this long wooden? Chúng ta có this long woolen. Chiếc khăn dài làm bằng len, đúng không ạ? This long woolen scarf belongs to my brother. Tiếp nữa, number 8. Press this button never. Hãy gì ạ? Đừng có bao giờ bấm cái nút đó nhé. Cái nút đó là nút được miêu tả như thế nào ạ? Plastic làm bằng nhựa. Red màu đỏ và round hình tròn. Vậy đầu tiên chúng ta để cho cô gì ạ? Hình dáng trước. Round, red, plastic button never. Press this round red plastic button never. Okay. Câu cuối cùng, Mike will order a breakfast. Mike sẽ đặt một cái bữa sáng nhẹ, đúng không ạ? Bữa sáng ngon, bữa sáng kiểu như là bữa sáng nhanh ấy ạ, nhẹ đúng không ạ? Phong cách người Anh, đúng không ạ? Breakfast. Chúng ta có đầu tiên, chúng ta để cho cô với nice, quan điểm trước, sau đó đến gì ạ? Light. Và sau đó đến English breakfast. Đó. Vậy đây cô thấy rằng là 9 câu, 8 câu đấy ạ. 8 câu thì cô thấy các bạn đúng cũng khá là nhiều, Thế nhưng mà thực ra còn một vài câu các bạn chưa đúng lắm, ví dụ như là câu số 3 này, câu số 5 này và câu số 9 này là các bạn vẫn còn hơi phân vân một chút và đáp án nó đang hơi bị lệch. Vì các bạn sẽ xem lại cho cô phần trật tự sắp xếp tính từ trong câu. Đó, để chúng ta nhớ được lại. Thế nhưng mà đây để làm thế nào để làm được bài thì phải nhớ cho cô cái quy luật, đúng không ạ? OSASCOM. Đó, cứ nhớ như vậy về nhà học thêm cho cô là được. Ok.
Và chúng ta cũng không quên được nhiệm vụ của bài học ngày hôm nay. Chúng ta có nhiệm vụ bài tập số buổi số 471. Chúng ta có dịch câu và ở đây chúng ta đến với dịch câu và những danh từ số nhiều. Nếu như buổi hôm trước chúng ta học về cô ấy, về anh ấy, nó đều là danh từ số ít, thì bắt đầu buổi học ngày hôm sau chúng ta chữa bài sẽ về danh từ số nhiều. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ có thời gian để chúng ta chép lại phần bài tập về nhà và các bạn có thể ngồi làm luôn giúp cô nhá. Bạn nào xong rồi thì các bạn ghi là gì ạ? Con xong rồi và các bạn có thể thoát lớp và chào cô thoát lớp, đúng không ạ? Ok.